Xin kính chào tất cả quý vị các bạn. Rất vui mừng khi gặp lại quý vị các bạn trong cái video lần này. Hôm nay Huấn Audio làm cái video này, em test chiếc Omni 506 như mình trước mình đang xem. Đây là con bãi Trung Quốc chứ không phải là xịn. Con này em nói thì ở cái video trước đó là nó nặng khoảng tầm 17 kg. Hôm nay thì có chút tăng rảnh, em test cái đường eco đến đường nhạc cho anh em nghe cái độ hay độ dở của nó, anh em đánh giá chứ đâu. Đây là em đang test cái ở giữa ấy, mọi người nhé. Đây tất cả đang con đang ở đây, để đây là 5 con, nhưng em đang test con đây, đây là hết rồi, còn test con đây con cắm mic này, tất cả có 5 con thôi. Con dưới cùng là con 203, không phải 5 con. Đây con để khách quan nhất thì em để tất cả các chức năng của nó là 12 giờ, anh em xem nhé. Em zoom lại gần một chút anh em xem đó. Đây là đường bên master, tất cả 12 giờ hết. Đây là cái nào quá 12 giờ em sẽ chỉnh lại. 12 giờ hết, không để cái nào cả quá cả. Bên đường mic em cũng chỉnh hết 12 giờ. Còn cái đường echo thì nó còn do độ dài thì có thể chỉnh khác nhau được. Đây là đường master này, sang bên đường music này. Ở trên là điệp vỉ này, vỉ eco thì eco mà để 12 giờ đôi khi nó test nó không chuẩn vỉ mic này đó. Được cái âm thanh nô này ở cái vỉ này đang hơi quá đúng không, cho 12 giờ lại đó. Ở đây em sẽ bắt đầu zoom lại gần và em bắt đầu em test cho anh em nghe thử chất âm của nó. Test nhạc đầu tiên vậy, bật nhạc mạng nhé. Em vừa test cái đường nhạc và em bắt đầu test đường mic cho mọi người nghe thử. Lục 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 l
Con này dùng vang 50195, tiếng vang rất ngọt và dễ hát. Echo tuyệt vời luôn cho cái con 506 này. 1 2 3 4 5 5 6. Anh em hoàn toàn có thể chỉnh con này ở cái nút Z-bit và Din đây. Hai nút này, thời gian lập và độ lập. Anh em có thể chỉnh theo cái không gian và cái sở trường của mỗi người. Chứ cái này thì không có định mức chung. Tiếng mic rất tốt. Con này thì em nói giá công khai rồi, với cái giá 3.8 triệu tại nhà, 4 triệu bao ship toàn quốc. Anh em cô bác có nhu cầu mua sản phẩm này, xin gọi trực tiếp cho Huấn Audio theo số thoại 0904612323. Và em xin phép dừng cái video này. Xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền tổ quốc đã theo dõi video của nhà mình. Xin cảm ơn mọi người.